Hoài Lâm, tôi không bồng bột trong tình yêu. Hoài Lâm vừa có đêm nhạc ấm cúng tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã chọn những ca khúc trữ tình, lãng mạn như Chiều Đông, Nghĩ Về Cha, Xót Xa, Xin Cho Tôi, Chờ Người để gửi tặng đến khán giả. Vừa xuất hiện ở địa điểm biểu diễn, ca sĩ Điển Trai đã được khán giả vây kín trò chuyện và xin chụp hình kỷ niệm. Con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sở hữu lượng fan đông đảo khắp cả nước. Dù thời gian qua anh không xuất hiện nhiều trên báo chí, trong đêm nhạc, một khán giả bất ngờ gửi tới Hoài Lâm bức tâm thư rất dài và bắt Hoài Lâm phải đọc to trên sân khấu. Bức thư thể hiện sự tiếc nuối của khán giả khi hình ảnh Hoài Lâm và bạn gái Hoàng Ngọc, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc xuất hiện trên mặt báo, ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh ngoan hiền mà anh đã xây dựng bấy lâu. Tác giả của bức thư cũng khuyên Hoài Lâm không nên lấy vợ khi tuổi còn quá trẻ. Khi đọc thư, quán quân gương mặt thân quen 2014 lộ rõ về mặt buồn bã. Anh chia sẻ, thời gian vừa qua đã có nhiều thông tin trên báo về chuyện tình cảm riêng, khiến mọi người hiểu lầm Hoài Lâm muốn bia sản phẩm âm nhạc. Anh khẳng định không bao giờ làm những việc như vậy, vì nhớ lời chỉ dạy của ba nuôi Hoài Linh khi làm con nuôi của danh hài. Hoài Lâm luôn làm theo tâm nguyện của ba là đi theo dòng nhạc xưa, dân ca và không scandal. Anh chia sẻ, tôi muốn lúc nào lên sân khấu mình cũng thật lòng, thật sự hát nhập tâm, đúng như những gì ba Linh đã chỉ dạy. Tôi không muốn chia sẻ tình cảm trên báo chí, cả chuyện cưới xin, nhưng chuyện yêu đương đến thì tôi phải đón nhận, tôi không bồng bột trong tình cảm. Hoài Lâm kể khi còn nhỏ, cha mẹ mưu sinh bằng nghề lô tô nên anh thường được hai người dẫn theo. Mơ ước về tương lai của gia đình Hoài Lâm rất giản dị, đó là được sống cùng nhau dưới một mái nhà. Điều này đã ảnh hưởng đến định hướng cuộc sống của anh. Từ năm tôi 9 tuổi, tôi đã hỏi ba mẹ khi nào được lấy vợ. Mong ước của tôi không phải là làm bác sĩ, giám đốc công ty. Tôi chỉ tìm kiếm một tình yêu thật sự, giống như những gì mà ba mẹ đã cho tôi. Tôi mơ ước có được một mái ấm gia đình. Thời gian qua, Hoài Lâm nhiều lần gây bất ngờ cho khán giả khi chia sẻ về chuyện tình yêu trên trang cá nhân. Trước đây anh vốn là người kín đáo, nên khi Hoài Lâm đăng ảnh, quay clip thân mật bên bạn gái Hoàng Ngọc đã khiến các fan ngỡ ngàng. Hoài Lâm thậm chí còn tính đến chuyện cưới xin khi mới 21 tuổi. Nhiều khán giả khuyên anh nên suy nghĩ lại vì tuổi còn quá trẻ chưa thích hợp với chuyện cưới xin. Anh trai của Hoàng Ngọc, diễn viên Gia Bảo từng chia sẻ là không ngăn cản em gái yêu Hoài Lâm nhưng không đồng ý quyết định tổ chức đám cưới của em gái. Theo anh, cả hai còn quá trẻ, cần thêm thời gian chín chắn hơn.